Xin chào các bạn, mình là Linh Táo. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn học bộ này là bộ thủy và nó nằm ở phía dưới nhé. Chính xác hay cụ thể thì nó sẽ là hàn tạm một chữ thủy ở phía dưới. Theo kết cấu ở đây thì nó sẽ là gọi là thiên bảng. Thiên bảng này là thiên bảng, nó là một phần của chữ Hán, và ở đây thì cụ thể thì nó đã là một hẳn một chữ Hán hoàn chỉnh rồi. Nó là chữ thủy nằm ở phía dưới nhé. Ở đây như có một số clip mình đã phân tích rồi thì cái bộ thủy hay là chữ thủy của chúng ta nằm phía dưới, đôi khi nếu như ở bộ phía bên trên mà nó sẽ không có nét mác thì ở dưới chúng ta sẽ viết nó thành, thì chúng ta vẫn viết nó thành nét mác đầy đủ đó. Còn nếu như mà ở bộ phía bên trên mà nó có nét mác rồi thì ở dưới đây chúng ta sẽ không viết thành nét mác nữa mà chúng ta sẽ viết nó thành nét chấm dài nhá. Thì cụ thể ở đây chúng ta để chữ thủy bình thường này, nhưng ở đây chúng ta viết nằm ở phía dưới cho nên chúng ta sẽ cắt đi một phần của nét sổ này nhá. Đấy, mọi người chú ý giúp mình. Còn ở đây này, phần vị trí này sẽ là cái nét sổ móc này sẽ là vị trí thấp nhất. Còn phẩy và mác hai bên này sẽ được viết cân bằng với nhau theo dạng hình vòng tròn. Đây, các bạn có thể quan sát được. Ở chỗ này các bạn để ý nhá. Ở cái phần vị trí này thì các bạn có thể nhìn thấy được đó là cái chiều hướng của cái nét ngang phẩy. Phía bên trên này nó sẽ cắt chéo. Tức là cái nét ngang phẩy sẽ được viết thấp hơn một chút. Còn nét phẩy phía bên tay phải chúng ta sẽ được viết cao lên trên. Đấy, một cái nét mác ở phía xuống phía dưới được viết vươn dài ra như thế này. Chúng ta chỉ cắt một phần của cái nét sổ phía bên trên thôi, vì khi mà nó nằm ở phía dưới thì chúng ta phải viết nó ngắn đi mà, thì mới ghép được vào chữ Hán đúng không? Mới viết được chữ Hán nó cân đối với trên về dưới, tức là bộ trên bộ dưới ạ. Tránh trường hợp chúng ta viết là cái nét sổ móc nó quá dài, nó sẽ dài và nó nhiều, nó thừa phần phía dưới nhá. À, các bạn chú ý giúp mình.